Chào mừng quý thầy cô và các bạn học sinh đến với bản tin giáo dục. Chương trình được Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông FMS thực hiện. Mở đầu bản tin sẽ là những tin tức liên quan đến hoạt động giáo dục tuần qua. Chi bộ trường Trung học phổ thông Gia Định đã tổ chức lễ kết nạp vào Đảng cho quần chúng Nguyễn Đình Duy, học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Gia Định. Đình Duy là một trong những gương mặt nổi bật của khối 12 Gia Định, khi em liên tiếp 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và được tuyển thẳng vào trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm học này. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ là động lực to lớn để em tiếp tục vươn lên trong học tập và rèn luyện, nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, đặc biệt khi em là học sinh đầu tiên của trường được kết nạp Đảng khi còn đang đi học. Quan tâm bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, nhất là đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên, sẽ tạo môi trường điều kiện để các bạn trẻ được thử thách bản thân, tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Tại hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020, giáo dục thường xuyên xác định nâng chất hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo hướng đáp ứng nhu cầu, cần gì học nấy của người dân trong cộng đồng, nhân rộng mô hình tổ chức của trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với trung tâm văn hóa phường, xã, thị trấn để phát huy nguồn lực về cơ sở vật chất, về nguồn nhân lực, tăng cường hoạt động đa dạng và hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 6 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thành phố, 24 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 5 phân hiệu giáo dục thường xuyên với hơn 18.600 học viên. Năm học 2018-2019, hệ thống giáo dục thường xuyên có 4.514 thí sinh thi Trung học phổ thông quốc gia và tỷ lệ tốt nghiệp đạt hơn 87%. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có điểm trung bình các môn thi xếp thứ 5 cả nước, trong đó môn tiếng Anh có điểm trung bình cao nhất cả nước, môn toán điểm trung bình xếp thứ 2 và môn ngữ văn điểm trung bình xếp thứ 6. Để có được những kết quả trên, đó là nhờ sự mạnh dạn đổi mới dạy học, đổi mới công tác quản lý và đổi mới kiểm tra đánh giá mà Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện. Tiết học mở, tiết học ngoài nhà trường, STEM tích hợp liên môn là những phương pháp giảm nhẹ lý thuyết hàn lâm, tăng cường trải nghiệm, sáng tạo và nghiên cứu khoa học của học sinh Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây không chỉ hướng đến việc hình thành và phát triển cho học sinh một số năng lực chung như tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo mà còn bồi dưỡng giúp các em phát triển năng lực chuyên môn như ngôn ngữ, tính toán, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, tin học, thẩm mỹ, thể chất. Sự đổi mới dạy và học của Thành phố Hồ Chí Minh còn được thể hiện rõ qua sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường phổ thông trên địa bàn thành phố. Nếu như năm học 2016-2017, toàn thành phố có 452 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 145 đề tài đạt giải cấp thành phố, thì đến năm học 2018-2019, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố ghi nhận sự tham gia của 1.083 học sinh ở 617 đề tài, trong đó nhiều công trình không chỉ gắn với lĩnh vực khoa học tự nhiên, ứng dụng công nghệ mới mà còn thể hiện tính nhân văn cao khi hướng tới các sản phẩm chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật, tìm hiểu và giải quyết các vấn đề xã hội gần gũi với lứa tuổi, gắn với thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá của Thành phố Hồ Chí Minh cũng được chuyển dần từ đánh giá nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất và năng lực người học. Trong 2 năm gần đây thì chúng tôi rất đẩy mạnh cái việc mà giáo giảng dạy ngoài nhà trường. Chúng tôi đưa học sinh đến những nơi thực tiễn cuộc sống để các em thấy được, nắm bắt được và các em áp dụng những kiến thức mình đã được học vào trong việc giải quyết các vấn đề mà thầy cô đặt ra. Chúng tôi có được cái định hướng cụ thể phối hợp của sở dục với lại bên Thảo Cầm Viên để xây dựng một cái mô hình các tiết học có bài bản, có cụ thể. Chúng tôi nghĩ là chương trình này rất là hay, có ý nghĩa đối với các trường và trong công tác quản lý của chúng tôi. Học sinh đến được tham gia các tiết học với động thực vật phong phú tại Thảo Cầm Viên thì các con sẽ được mở mang hơn, cái thế giới quan sẽ tốt hơn, hỗ trợ cho các bài học ở trong trường. Sự đổi mới mạnh mẽ của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh được xem là tiền đề để Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được thực hiện trong năm học 2020-2021, là hành động cụ thể nhất thực hiện nghị quyết 29 NQTW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo,
và để chuẩn bị tốt cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, bên cạnh các hoạt động đổi mới đã thực hiện, Thành phố Hồ Chí Minh còn xác định việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý là một trong những nội dung quan trọng mang tính đột phá. Việc mà thực hiện cái công tác đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo phải bám chặt ba cái thành tố cơ bản. Thứ nhất là đổi mới dạy và học. Thứ hai là đổi mới về quản lý, công tác quản lý. Và thứ ba là đổi mới về kiểm tra đánh giá. Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng tự hào là có một cái đội ngũ chuyên gia, các cái thầy cô giáo cũng rất là tâm huyết và cũng rất là giỏi để thực hiện các cái nội dung chương trình. Cái thứ hai nữa là về đội ngũ thì chúng tôi cũng đã có sẵn một cái đội ngũ chuẩn bị từ chỉ đạo ngành dọc từ sở đến các cái trường giáo dục tiểu học. Đến các cái trường tiểu học thì đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên lớp 1, cùng với lại những cái giáo viên giỏi là hình thành một cái đội ngũ cốt cán. Từ đội ngũ cốt cán đó là hình thành một các cái giáo viên khác đại trà để sẵn sàng bồi dưỡng, tập huấn, tiếp cận và sẽ thực hiện cái công việc khi mà bắt đầu triển khai chương trình là rất là sẵn sàng về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng và tâm thế. Trong bối cảnh cả nước vẫn đang trong quá trình chuyển đổi, chuẩn bị chương trình hiện hành còn khó khăn, cứng nhắc, thì việc Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá, giao quyền tự chủ cho các trường và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã đưa giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh có sự phát triển đột phá, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Hơn 1,3 triệu học sinh Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại trường học bắt đầu năm học mới 2019-2020. Ngày tựu trường không phải là ngày khai giảng chính thức, thế nhưng vẫn đong đầy cảm xúc của ngày đầu tiên đến trường. Sự hồi hộp, háo hức và cả sự bỡ ngỡ cùng những giọt nước mắt của các em học sinh tiểu học lần đầu đến trường. Mặc dù đã được thầy cô động viên và chào đón bằng những phần quà nhỏ, bằng những hoạt cảnh sinh động, nhưng các em học sinh tiểu học vẫn không khỏi rụt rè, lo lắng. Bé thì là bé cũng hồi hộp lắm, cũng là nói với mẹ là không muốn đi học đâu. Còn cái cảm giác của mình là mình hơi lo lắng. Cũng giống như con là đêm trước là cũng trằn trọc không có ngủ được. Ngày tựu trường không chỉ là niềm vui đối với các em học sinh mà còn lan tỏa cả với các thầy cô. Dấu ấn năm học vừa qua của ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đó chính là sự mạnh mẽ trong đổi mới dạy và học, tăng cường các tiết học trải nghiệm, sáng tạo. Giáo dục giờ đây không chỉ giúp các em phát triển năng lực chuyên môn như ngôn ngữ, tính toán, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, mà còn hướng các em đến việc hình thành và phát triển cho học sinh một số năng lực chung như tự chủ, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo. Những dấu ấn thành công đó sẽ là bước đà để các trường tiếp tục nỗ lực gặt hái thêm nhiều thành quả hơn nữa. Và đây cũng là kỳ vọng của nhiều phụ huynh. Năm học mới này thì tôi rất là mong là ban giám hiệu của trường cũng như là tập thể giáo viên của trường có thể là đổi mới cái phương pháp giáo dục, có thể áp dụng thêm nhiều các cái kiến thức thực tế về khoa học cũng như là xã hội cuộc sống vào trong giảng dạy. Năm nay thì nhà trường tổ chức rất là nhiều cái lớp tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên bộ môn, thì tất cả các cái phương pháp, những cái hình thức giảng dạy để làm sao mà mang lại cái hiệu quả nhất cho cái việc học tập của các em học sinh. Trường năm nay đang thúc đẩy đó là vấn đề cho các em học tập trải nghiệm, các em được tiếp cận những cái khoa học, những vấn đề trong nội dung bài dạy mà chính tay các em sẽ được thực hiện làm thí nghiệm để làm sao cho các em học tập được tốt nhất và các em tiếp cận các cái khoa học được tốt nhất. Năm học mới đã bắt đầu, giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng đến chuẩn quốc tế. Muốn đi đầu cả nước thì không có cách nào khác là phải nâng cao chất lượng giáo dục đạt trình độ quốc tế từ các cấp học phổ thông đến các trường nghề cũng như các cấp học cao hơn. Đó cũng chính là nhiệm vụ và mục tiêu mà xã hội đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong năm học này và những năm tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh đã theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!